Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Chồng Vì Bóng Mộng của tác giả Thiên Tường là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện Chồng Vì Bóng Mộng, tác giả Thiên Tường qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Anh ơi, tỉnh dậy đi anh ơi. Anh ơi, đừng ngủ nữa. Anh thế này rồi ai lo cho mẹ con em đấy anh? Tiếng của người con gái òa khóc nức nở trong căn nhà nhỏ. Tiếng khóc đến xé lòng vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng vốn có trong ngôi đảng hẻo lánh. Lành năm nay mới 22 tuổi, mới lấy chồng được một năm thì phải đón nhận nỗi đau âm dương cách biệt. Chẳng biết tại sao người thanh niên 23 tuổi còn khỏe mạnh, sức vóc hơn người, đột nhiên lần giật chít chỉ sau một đêm. Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến cho Lành càng đau đớn và tuyệt vọng. Đau đớn hơn lúc này trong bụng của cô còn có một sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời. Nỗi đau đó không chỉ có mình Lành cảm nhận, mấy người hàng xóm có mặt cũng sụt sùi, nước mắt chảy ra ràn rụa, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài an ủi cô. Đến bây giờ khi sắc của chồng mình trở nên lạnh lẽo, Lành vẫn chưa tin được người đàn ông là chỗ dựa duy nhất của cô đã ra đi cách đường đột như vậy. Lành nhớ lại mới chiều hôm qua, chồng vẫn còn hứa rằng sẽ cố gắng làm lụng để kiếm tiền nuôi hai mẹ con, cố gắng lo cho cô và đứa nhỏ đang có trong bụng thật đầy đủ. Thì giờ đây đã nằm im một chỗ, da rẻ đổi màu tím lịm, hơi thở chẳng còn. Lành chẳng biết vì sao chồng mình lại chết. Mấy đêm qua khi đi ngủ anh ta còn vui vẻ ôm vợ ngủ thật ngon. Vậy mà khi cô tỉnh dậy đã thấy chồng của mình lạnh ngắt, cơ thể đã bắt đầu cứng lại. Lành quá đau đớn, giờ đây không còn khóc được nữa. Cô đưa tay đặt lên bụng, nơi đứa con của hai người còn nằm im ở bên trong. Giờ là sắp tới đây sẽ chào đời. Hơi đau như thấu tận trời cao, mây đen từ đâu vần vũ kéo tới, báo hiệu một cơn mưa sắp sửa đổ xuống. Bất ngờ từ trong nhà có một giọng nói vang lên. Có chuyện rồi, sắp xảy ra chuyện lớn. Ông trời đang nổi giận, đám tang này phải được diễn ra thật nhanh. Người vừa lên tiếng là một ông già chừng 60 tuổi, tóc nửa trắng nửa đen, râu ria lởm chởm. Người mặc một bộ đồ cũ kỹ, chẳng chịt những vết khâu chấp vá, trông hết sức bình dị. Trên mặt ông ta còn hiện ra một nét giản dị và phúc hậu, nhìn sơ qua cũng đủ khiến con người ta có cảm giác tin tưởng. Một người khác nghe vậy thì hoang mang hỏi: Thầy nói vậy là sao à? Có chuyện gì vậy thầy? Thì ra ông ấy là một ông thầy cúng, người cùng làng, tên là Mẹo, người ta vẫn thường gọi là thầy Mẹo. Thầy nghe vậy thì liền đáp: Cái chết của cậu ấy là không có bình thường, có thể là bị ma quỷ hại chết, nên ông trời đang nổi giận và cũng muốn trừng phạt. Linh hồn của cậu ấy đã bị quỷ giết, nên có thể cũng đã hóa quỷ, và ông trời đang muốn tiêu diệt mầm họa này. Mọi người nghe tôi, cả cái Lành cũng vậy, mau chóng để đám tang diễn ra, đưa xác cậu ấy chôn mau trước khi trời mưa. Khi đấy tôi mới có thể đảm bảo linh hồn của nó còn có cơ hội siêu sinh. Tất cả nghe xong thì đều hoang mang đến tột độ, cả người run bần bật. Thầy Mẹo từ lâu đã được dân làng hết sức tin tưởng, một lời nói ra là chắc chắn phải có chuyện. Giờ đây nghe đến quỷ thần, nghe đến chuyện ông trời trừng phạt, họ không khỏi sợ hãi. Thầy Mẹo lại tiếp: Hãy mau quyết định đi, đến khi trời đổ mưa thì chắc chắn không ai được bình yên qua kiếp nạn này. Ông trời sẽ trừng phạt tất cả, họ lại đưa cậu ấy ra đồng thật sớm. Đã các vị thần trên cao không tìm được linh hồn cậu ấy bắt đi, hoặc là ngồi đây và tất cả cùng chết. Dân làng nghe vậy xong vội chạy lại hỏi ý kiến của Lành. Lành à, bác biết cháu còn đang đau lòng, nhưng thầy Mẹo đã nói như vậy, nếu như không mau có thể cả làng này sẽ gặp họa. Cháu có thể vì mọi người nghe theo thầy được không? Lành bấy giờ ngừng mặt, nước mắt nước mũi giàn giụa, đôi mắt đỏ au vì đã khóc đến không còn nước mắt. Ngay đến đây cô chỉ biết cắn răng đau đớn, xong cũng gật đầu mếu máo rồi bảo: Vâng à, chúng ta mau làm đi. Thầy Mẹo nghe vậy thì gật đầu, xong bảo ban mọi người phụ giúp công việc. Ngay ngày hôm ấy, chồng của Lành đã được cử hành tang lễ và đưa ra đồng. Lành càng trở nên đau đớn vì tất cả diễn ra quá nhanh. Mấy hôm qua hai người còn cười nói với nhau:
Bây giờ cô ngồi bên đấm mộ sâu mà khóc không thành tiếng. Những giọt lệ nhòa đi làm cho khóe mắt trở nên u buồn. Xong việc, thầy Mẹo nói với dân làng: "Công may mà mọi chuyện diễn ra thuận lợi, không có vấn đề gì. Trước mắt tạm thời chúng ta không xảy ra chuyện gì, nhưng đây mới chỉ là bước đầu mà thôi. Tôi cần tìm hiểu thêm về mọi chuyện, xem thế lực ma quỷ nào đã và đang lộng hành ở đây. Mọi người hãy bình tĩnh, cầm lấy mỗi người một lá bùa dán trước cửa nhà. Trong thời gian này tránh ra ngoài vào ban đêm. Khi tìm hiểu xong thì tôi sẽ thông báo cho tất cả mọi người." Mọi người nghe xong thì đều đã hiểu, cầm lấy lá bùa rồi ra về. Mọi chuyện trong làng trở lại bình thường, nơi đầu chỉ còn lành có thể cảm nhận. Kể từ khi chồng mất, hầu như đêm nào cô cũng mơ thấy anh Hiện về. Thế nhưng lần nào cũng chỉ kịp nói với cô đúng hai từ rồi biến mất. Chạy đi. Qua mỗi ngày giấc mơ đó càng trở nên mơ hồ. Lành không biết vì sao cô chỉ mơ thấy chồng Hiện về và nói đúng hai từ như vậy. Hơn nữa qua từng đêm, Lành thấy bóng dáng của chồng ngày một mờ ảo. Đến gần một tháng chỉ còn một cái bóng mờ ảo trong giấc mộng. Cũng đã mấy lần Lành muốn rời khỏi nơi đây nhưng không được. Cô chẳng biết đi đâu cả. Hơn nữa mộ của chồng và của bố mẹ cô vẫn còn ở đây. Lành mà đi thì ai chăm sóc mộ phần ấy? Nghĩ vậy cho nên cô ở lại, mặc cho linh hồn của chồng đêm hôm hiện về cảnh cáo một điều gì đó. Lành nghĩ rằng do mình quá nhớ chồng cho nên mơ ra như vậy. Cho đến một ngày, khi ấy là hơn một tháng sau khi chồng cô mất, cũng là lúc đứa bé trong bụng chuẩn bị chào đời. Hôm ấy vì sắp sinh cho nên Lành không đi làm được, chỉ ở nhà làm mấy công việc lặt vặt. Đang loay hoay trong bếp thì bên ngoài đường có tiếng ồn ào. Phải nói là ồn lắm, giống như dân làng đang kéo về phía này vậy. Lành đấy làm lạ cố gắng liền đứng dậy, cứ bước đi dáng của bà bầu sắp sinh nở. Đi được mấy bước thì mồ hôi toát ra. Mãi mới ra được tới cửa bếp, Lành chống cằm lên cửa rồi ngó nhìn ra bên ngoài. Đúng như cô nghĩ, ở bên ngoài con đường đất là dáng hàng chục người đang bước đi, dẫn đầu chính là thầy Mẹo. Người thầy cúng duy nhất ở trong làng, mặt ai cũng đều hết sức khó coi, lại có phần tức giận. Lành nghĩ ngay trong làng sẽ đại chuyện cho nên mọi người mới kéo nhau đi. Chẳng ngờ là những người ấy kéo vào nhà cô. Già trẻ gai trái đều có đủ cả. Có cả ông trưởng làng tên là Nậm. Lành hết sức ngạc nhiên. Cô không đứng ở trong bếp nữa mà cố gắng đi ra khỏi nhà mệt mỏi hỏi: "Mọi người à, có chuyện gì vậy? Sao giờ này lại qua nhà cháu đông thế?" Thầy Mẹo nhìn chăm chăm vào cô, còn lúc khẽ đứt nhìn cái bụng đang mang bầu của Lành, chẳng nói gì cả. Xong thầy lại quay đi chỗ khác như không muốn nói. Bên này ông Nậm trưởng làng mau chóng thay lời của thầy: "Lành à, mọi người đến đây tất nhiên là có chuyện. Chuyện lớn là đằng khác. Thầy Mẹo đã tìm ra nguyên nhân chồng của cháu chết." "Là sao hả bác? Chồng cháu vì sao mà chết?" Là vì đứa bé trong bụng của cháu." Lành nghe đến đây không khỏi thất kinh, cô lùi lại lắc đầu nguậy nguậy, hai lỗ tai kêu lên đùng bùng. Nhưng ngay lập tức gạt cảm xúc ấy đi vì chuyện này quá vô lý, cô bảo: "Không thể nào, bác đang nói cái chuyện gì thế? Cháu bình tĩnh nghe mọi người nói đi, đừng có hoảng hốt. Cái chuyện này là do thầy Mẹo nói ra, mà lời của thầy đã nói thì không thể sai được." Lành lại càng lắc đầu mạnh hơn rồi bảo: "Mấy người đừng có vớ vẩn, đứa bé là con chúng tôi, nó còn chưa ra đời, làm sao có chuyện chính nó là người hại bố nó được chứ? Chuyện này là không thể." Ông Nậm cắn răng ú ớ không biết nói như thế nào. Bây giờ thầy Mẹo mới lên tiếng: "Ông ấy nói đúng, mọi chuyện chính là như vậy. Ta hao tâm tổn sức mãi mới điều tra được nguyên nhân. Chính bản thân ta cũng không thể tin được chuyện này. Nhưng sự thật là vậy, đứa con mà cô đang mang trong bụng không phải là người. Nó là quỷ, là hiện thân của quỷ. Ta hỏi cô có phải hai người quan hệ vợ chồng vào ngày này hay không?" Xong thầy Mẹo nói ra một ngày tháng năm, lại nghe xong gật đầu vì đó chính là lần đầu tiên hai vợ chồng. "Không thể nào, tại sao thầy Mẹo lại biết trực chuyện này? Mấy chuyện tế nhị như vậy có ai kể cho người khác nghe bao giờ?" Dù muốn cãi gạt đi nhưng cô hiện tại cứng họng. Thầy Mẹo lại tiếp: "Đúng như ta đã nói, đứa con trong bụng cô mang mệnh của quỷ. Đó là lý do vì sao còn chưa sinh ra đã có thể lấy mạng của người khác, khiến cho trời đất giận dữ. Nhất định không dung tha nếu như chúng ta không loại bỏ mầm họa này,
Cô hiểu ý của tôi rồi chứ? Lành vẫn lắc đầu. Cô có như thế nào cũng không chấp nhận cái chuyện này. Cô gằn giọng rồi bảo: ý của mọi người là muốn tôi bỏ đứa bé này đi. Không được. Cái chuyện này nhất định là không được. Thầy mèo cắn răng rồi gật đầu. Đúng vậy, cô nhất định không thể giữ lại đứa bé này. Ông Nậm cũng mau chóng nói: Lành à, cho vì mọi người hãy nghe theo lời thầy đi. Nếu không cả cái làng này gặp họa mà chết. Tất cả mọi người cầu xin Lành nghe theo, nhưng cô nhất quyết không chịu. Không, cái chuyện này không thể nào. Đứa bé là con tôi với anh ấy, không ai ngoài tôi có quyền quyết định mạng sống của nó. Các người mà tiến thêm một bước đừng trách tôi, đừng có ép tôi. Tất cả đều sợ hãi. Ông Nậm và mọi người cố gắng trấn an nhưng chẳng được. Lành à, cho bình tĩnh nghe theo mọi người. Đứa bé đó là quỷ, là quỷ đó. Vì sự bình yên của cả làng trong ngay chúng ta, bỏ đứa bé đi. Không thì tất cả sẽ gặp họa mất. Cút, cút khỏi nhà tôi, đừng có ép tôi. Ông Nậm tiến tới nhưng bị thầy Mẹo cản lại. Thầy lắc đầu thở dài: thôi bỏ đi, dù sao chúng ta là cô ấy, chẳng ai có thể chấp nhận được chuyện này. Về đi, chuyện gì tới ắt sẽ tới. Tôi sẽ cố gắng hết sức nếu thực sự có chuyện xảy đến. Dân làng nghe theo lời của thầy cùng nhau kéo nhau ra về. Lành bên trong nhà chỉ còn biết ngồi gục xuống một chỗ che mặt mà khóc. Cô không thể ngờ chồng của mình mới chết chưa được lâu, giờ bản thân còn bị đẩy vào tình huống như vậy. Còn cô là quỷ sao? Không thể nào. Thế nhưng Lành cũng biết kể từ nay chắc chắn bản thân không sống yên ở trong cái làng để hủ tục và mê tín này. Lành cứ như vậy khóc nức nở một mình. Cô chỉ ước có chồng của mình ở đây để an ủi giống như ngày trước. Nhưng chuyện đó chắc chắn là không thể được nữa. Bỗng khi còn đang khóc nghẹn, tiếng nấc vang lên, lẫn vào trong đó là giọng của một người khác. Chỉ thoáng qua như một lời thì thầm vô định, giọng nói rất nhỏ không giống ai đã từng nghe. Con sẽ bảo vệ mẹ. Nghe thấy giọng nói, Lành giật mình đến khóc ngay. Cô ngẩng đầu lên đứt nhìn chung quanh để tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai quanh mình. Mặt bất chợt nhăn lên một cái rồi nhìn xuống bụng. Có lẽ đứa con trong bụng vừa đạp. Nghĩ tới đứa con, gương mặt đầy đau khổ của Lành nở ra một nụ cười ấm áp. Cô đưa tay xoa bụng, miệng thầm thì nói để hạnh phúc: cảm ơn con đã đến bên mẹ. 3 năm sau. 3 năm trôi qua kể từ ngày Lành sinh đứa bé trong bụng. Cô vẫn ở vậy một mình nuôi nấng đứa con trai. Còn vài ngày nữa nó cũng được tròn 3 tuổi. Lành cứ như vậy tự mình nuôi con khôn lớn, cố gắng sống tiếp. Nụ cười của cô lúc này chỉ duy nhất hiện lên là vì đứa con trai của mình. Người ta đã quen với hình ảnh cô gái còn khá trẻ tần tảo sống hôm một mình kiếm miếng cơm. Nhưng dân làng chẳng ai bận tâm đến cô, thậm chí không dám lại gần Lành và đặc biệt đứa con trai của cô. Mỗi lần thấy hai người họ nép vào một bên như thể muốn tránh xa một thứ vô cùng đáng sợ. 3 năm sau khi đứa trẻ chào đời, mặc dù chưa có chuyện xảy ra, nhưng dân làng một mực tin vào lời thầy Mẹo đã tiên đoán. Thầy nói rằng còn phải chờ đến khi thằng bé ấy tròn 3 tuổi. Nếu vào đêm ấy không có chuyện gì xảy ra thì thầy đã đoán sai. Và tất cả đều bình thường, ngược lại thì ngôi làng chắc chắn gặp họa. Và như vậy dân làng vẫn chờ đợi ngày ấy trong sợ hãi. Chẳng ai dám bén mảng qua nhà Lành, thậm chí đã xuất hiện gần đó. Lành và con trai cứ sống trong sự ghẻ lạnh của mọi người, lủi thủi một mình. Còn may là trong làng ấy có bà Thiện làm nghề đỡ đẻ. Bà ta vốn chẳng tin vào mấy chuyện ma quỷ, cho nên chẳng để mấy lời đó vào tai. Ngày Lành hạ sinh con trai, bà cũng là người duy nhất giúp cô. Thế nên hai mẹ con mới thuận lợi nhìn thấy nhau. Đó cũng là niềm vui an ủi lớn nhất với cô lúc này. Trải qua 3 năm sống trong ngôi làng đầy sự ghẻ lạnh, đã nhiều lần cô muốn rời đi, nhưng còn nhiều lý do chẳng thể đi được. Cho nên cứ như vậy lủi thủi, bất quá phải tìm tới sự giúp đỡ của bà Thiện. Bà cũng sẵn lòng giúp cô, chẳng hề tiếc rẻ điều gì. Có người trong làng có lần còn nói với bà: tôi thấy bà có vẻ thân thiện với mẹ con Lành quá nhỉ, không sợ hả? Thầy Mẹo nói rồi đó, nó mà là quỷ thì sớm ngày hại người, coi chứ bà là nạn nhân đầu tiên cũng nên. Bà Thiện gạt phăng đi rồi bảo: bà thôi mẹ nó đi, vớ và vớ vẩn ma quỷ cái gì chứ. Cái thằng bé nó dễ thương như vậy mà, hai mẹ con nó làm gì nên tội,
mấy người lại cứ đặt điều như thế. Bà kia lắc đầu bỏ đi không dám nói gì nữa. Bà Thiện cũng chẳng quan tâm. Trong làng chỉ có bà Thiện giúp đỡ nên hai mẹ con quý bà lắm. Thằng cu con vô cùng quấn lấy bà Thiện mỗi lần bà qua chơi. Hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của nó. Tất nhiên là bà Thiện cũng có mặt chung vui với hai mẹ con. Bữa tiệc nhỏ diễn ra hết sức ấm cúng. Chỉ có 3 người nhưng tiếng cười rôm rả vọng lên khắp nơi. Hôm nay mọi người đều đóng cửa đi ngủ sớm. Chẳng ai dám ló mặt ra ngoài vì sợ hãi. Họ tin rằng đêm nay sẽ là đêm quyết định xem thằng Bụt có phải là quỷ hay không. Tất cả đóng cửa tắt đèn tối thui không để trong nhà chút ánh sáng nào. Theo đúng lời của thầy Mẹo. Trong một ngôi nhà khác ánh lửa vẫn đang sáng. Xung quanh là 3 bóng người. 2 lớn 1 nhỏ đang vỗ tay cười nói vui vẻ. Thằng Bụt cười tíu tít nhìn mẹ. Xong nó chợt nói ra một câu khiến nét mặt của Lành hơi ngẩn đi một chút. Con sẽ bảo vệ cho mẹ. Lành dường như nhớ ra câu nói này đang nghe được ở đâu. Nhưng chưa kịp nhớ ra và chỉ nghĩ con trai của mình ngoan ngoãn thương mẹ cho nên nói vậy. Cô gật đầu giọng nhẹ nhàng ôm lấy con, nước mắt trực rơi. Con của mẹ giỏi quá. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Thằng Bụt bấy giờ cười tíu tít trên vai của mẹ. Nhưng đôi mắt của nó chợt rực lên một tia đầy tà dị. Nụ cười vội thất hẳn, vẻ mặt không còn sự ngây thơ của một đứa trẻ. Nó trở nên trầm lặng, không nói năng gì nữa, làm cho Lành và bà Thiện đầy khó hiểu. Lành bế nó ra trước mặt, nhìn biểu hiện hơi lạ của con, cô liền cười nói. Trời đất ơi, buồn ngủ dương hả? Thôi mẹ con mình đi ngủ nhá. Bụt không trả lời, ánh mắt vẫn chỉ trở nên đầy vô hồn. Thế nhưng mà cô cũng không để ý ánh mắt này mà bế con vào bên trong phòng. Bà Thiện ở bên ngoài dọn dẹp phụ cho Lành một chút. Đêm nay bà cũng không định về mà chỉ sống có một mình. Hơn nữa đúng là hứa với thằng bé hôm nay sẽ ở lại. Nửa đêm nó ngủ dậy, không thấy bà bên cạnh thì lại khổ. Tại một căn nhà khác, chính là nhà của thầy Mẹo. Thầy đang nhắm mắt ngồi khoanh chân trước ngọn đèn. Mồ hôi mồ kỳ túa ra trên trán. Được một lúc thì mở bừng mắt, vẻ mặt căng thẳng rồi nói. Đến rồi, nó đến rồi. Đêm ấy bà Thiện ngủ lại với hai mẹ con Lành. Hai người lớn hai bên, còn thằng Bụt nằm ở giữa. Mọi sự vẫn hết sức bình thường cho đến nửa đêm. Bà Thiện bấy giờ đang thiêu thiêu ngủ thì có tiếng thì thầm, những lời thì thầm rất khẽ, giọng nói âm trầm nghe vô cùng lạnh lẽo. Tỉnh dậy đi, dậy chơi với ta nào. Bà Thiện bị giọng nói làm cho tỉnh giấc. Mắt mở trừng trừng, bà nhíu mày một cái rồi ngoái đầu nhìn sang hai mẹ con của Lành đang nằm. Cả hai vẫn còn ngủ say. Vậy thì giọng nói vừa rồi là của ai? Để ý một hồi không thấy sự gì lạ, bà Thiện nhắm mắt rồi ngủ tiếp. Hơi thở đều đều trở lại. Nghĩ chắc lúc này mình mê man mơ thấy vậy thôi. Tuy nhiên khi mà nhắm mắt lại, bà Thiện tiếp tục nghe thấy giọng nói chứa đầy sự đáng sợ. Vẫn là câu nói lúc nãy. Tỉnh dậy đi, dậy chơi với ta nào. Qua kinh hãi, bà Thiện ngồi bật dậy mà trừng mắt nhìn về hướng mới phát ra giọng nói. Và rồi lúc này trong đêm đen, bà ta thấy ngồi thù lù trước mặt mình là dáng của một đứa trẻ con. Mà đứa trẻ con ấy thì khỏi phải đoán, còn ai khác ngoài thằng Bụt đâu. Nhìn thấy thằng Bụt ngồi đó, bà Thiện lại càng cảm thấy căng thẳng hơn, không vội bước đi chút nào. Chẳng lẽ cái giọng nói ám ảnh vừa rồi chính đã phát ra từ miệng của thằng Bụt hay sao? Đột nhiên trong thoáng chốc, trong đầu của bà xuất hiện hàng chục giọng nói của người làng, những người hít mực khuyên mình nên tránh xa mẹ con của Lành ra. Bà coi tránh xa mẹ con của nó ra, thằng nhỏ đó nó là quỷ đấy, không phải người đâu. Bà cứ thân thiết gì vậy, sớm muộn cũng có ngày thiệt thân. Tôi nói bà nghe, cái chuyện thầy Mẹo nói không sai đâu, thầy đã nói ắt là phải có. Cái thằng con Lành đó cũng sắp 3 tuổi như thầy bảo rồi. Bà cứ không nghe có ngày lại khổ đấy. Hàng xóm với nhau tôi nhắc bà nghe không thì tùy. Lắm lần đang nghe thấy những lời nói như vậy, bà Thiện bấy giờ luôn luôn gạt đi chẳng bỏ vào tai. Thế nhưng giờ đây khi bản thân đang đối diện với đứa trẻ có biểu hiện cực kỳ lạ, nhìn rất kỳ lạ và đáng sợ, hàng chục câu nói của những người khác nhau cứ như vậy âm vang trong đầu của bà. Bà thấy sợ đến người run lên cầm cập.
Nỗi sợ ấy bao trùm đầu óc, thể hiện rõ trên gương mặt đang hằn những nếp nhăn vì tuổi tác. Bà còn nhớ ra đêm nay chính thằng Bụt vừa tròn 3 tuổi. Như mọi người đã nói, và ngay lúc này đây nó đang ngồi thù lù ngay trước mặt của bà, trong đêm đèn bóng tối của căn phòng. Giọng nói nghe đầy khiếp đảm đó lại vang lên: "Dậy đi, dậy chơi với ta nào." Bà Thiện chấn kinh chống tay trên giường, lùi sát vào bên trong. Người có giận mấy cái vì sợ. Hình như đúng bà đã đoán, giọng nói đó chính là phát ra từ miệng của thằng Bụt. Như vậy chẳng phải lời của thầy Mẹo là có thật hay sao? Và giờ đây bản thân của bà đang đối diện với thứ quỷ quái ấy, và sắp tới chính là nạn nhân đầu tiên của nó. "Dậy rồi sao? Lại đây chơi với ta nào." Bà Thiện há hốc cả mồm miệng, cơ thể run lên bần bật khi tiếng nói vang lên một lần nữa. Kèm theo đó là đứa trẻ con ngay trước mắt đã bắt đầu di chuyển, tiến về phía của bà. Bà Thiện lắp bắp cản nó lại: "Dừng lại đi, đừng có quá đó. Lại đây, lại đây chơi với ta nào." Đáp lại bà vẫn chỉ là câu nói ám ảnh thốt ra từ miệng của một đứa trẻ. Nó không hề dừng lại, thậm chí còn lao nhanh tới hơn lúc nãy, khiến bà Thiện sợ đến muốn đứng cả tim. Cả người lạnh đi, mồ hôi túa ra như tắm, miệng cố gắng hét lớn: "Cút đi, tránh xa tao ra." Đứa trẻ trước mặt của bà Thiện vẫn lao tới nhanh hơn bao giờ hết. Nó nhuận miệng cười nắc nẻ, mặc cho bà van xin nó thế nào: "Cút đi, mau cút đi, tránh xa tao ra, đồ ma quỷ." Trong đêm đèn, những tiếng cười điên dại của đứa trẻ con vang lên trong ngôi nhà nhỏ, và cả tiếng la hét cầu xin của người đàn bà xấu số. Bà Thiện hét lên tuyệt vọng vì cơ thể của thằng Bụt đã đè lên đôi chân của bà. Càng thêm sợ hãi, nhũn cả người đi, không có chút sức lực để bỏ chạy, cũng không thể nào hét lên được. Nãy giờ ồn ào là như vậy, thế nhưng khi bà Thiện nhìn về phía bên kia, Lành vẫn còn ngủ say mắt nhắm chặt, dường như không hề biết được chuyện gì đang xảy ra, hơi thở đều đều. Bà Thiện nhớ ra Lành thì cố gắng bấp máy gọi cô dậy cầu cứu: "Lành ơi, mau dậy đi, nó sắp giết bà rồi." Trên đôi chân của bà Thiện, thằng Bụt bấy giờ lù lù leo lên. Nó ngẩng mặt nhìn bà, miệng nhận ra cười rất ấm mạnh. Da mặt của đứa trẻ con vốn hồng hào thì giờ đây đều trắng bệch hiện lên trong đêm đen, đủ để cho bà thấy được nụ cười trên môi của nó và cả con mắt trắng dã, không còn lòng đen. Nó càng gần thì đôi mắt ấy lại càng thu hút sự chú ý của bà Thiện, khiến cho bà không thể ngoảnh đi chỗ khác, rồi đã thấy rất kinh sợ. Sự sợ hãi hiện lên trên gương mặt của bà mỗi lúc một tăng, cho đến khi đứa trẻ đến gần, cũng là lúc bà Thiện nhìn thấy đôi mắt trắng đục ấy vặn lên những tia màu đen. Nó nhanh chóng biến đôi mắt ấy chuyển sang màu đen ngòm, cho đến khi nhìn nó sâu hoắm cực kỳ kinh dị. Đôi mắt của thằng Bụt hòa vào với màn đêm, chỉ còn lại gương mặt trắng bệch như xác chết. Nó bấu chặt tay lên người của bà Thiện rồi trèo lên trên phần bụng, sau đó tiếp phần ngực và cuối cùng là túm vào cổ của bà ta mà đè xuống. Thằng Bụt tiếp tục tông giọng để ám mạnh của mình, khúc khích cười rồi bảo: "Ta đến rồi, chơi với ta đi nào." Bà Thiện bị đè chặt cổ xuống giường, lúc này đây chẳng biết vì quá sợ hãi hay là do sức đè nén của đứa trẻ 3 tuổi quá lớn. Thế nhưng bà ta chẳng thể vùng ra được khỏi sự kìm hãm. Hai chân quẫy đạp nhưng chẳng hề có tác dụng nào cả. Bà Thiện lắc đầu nguầy nguậy, sẽ đến chảy cả nước mắt mếu máu van xin, nhưng giọng nói đã trở nên khàn hơn do bị bóp cổ. Tha cho tôi. Thằng Bụt vẫn còn đang cười khúc khích. Nó không bóp cổ của bà Thiện nữa mà thả lầm. Lúc này bà mới có thể ngồi dậy, ngoái đầu nhìn về Lành để cầu cứu. Bà cất tiếng để gọi nhưng giờ đây có cố thế nào cũng không được gì. Những âm thanh phát ra chỉ là những tiếng gục gạc chẳng thể nào thành chữ. Bà Thiện như bất lực không cầu cứu được ai. Bà mới dùng mình quay đầu nhìn lên trên. Thằng Bụt vẫn đè chặt người của bà, miệng cười khỉnh khỉnh, đôi mắt đen ngòm sâu hoắm nhìn chăm chăm vào gương mặt sợ hãi. Nó mở miệng rồi bảo: "Chúng ta bắt đầu chơi nha." Giọng nói đó phát ra chỉ giống như những lời thì thầm, nhưng nó vô cùng đầy đáng sợ, khiến cho lý trí của bất cứ kẻ nào tan biến mau chóng. Bà Thiện cũng vậy, nghe xong bà không hề tỏ ra sợ hãi nữa,
ngược lại còn nhoẻn miệng cười theo, miệng mấp máy nói được vài chữ. Chúng ta cùng chơi nào. Bụt lại cười, sau đó đưa bàn tay nhỏ nhắn lên hai má của bà. Nó xòa xòa hai bên má rồi từ từ hướng về khuôn miệng. Nó cười tươi, cười như đang rất vui, rồi thò tay vào bên trong cầm lấy một cái răng. Trước khi hành động, nó cất tiếng: bắt đầu thôi, bắt đầu từ cây này nha. Bà Thìn vô thức gật đầu, và thế là một tiếng rắc vang lên. Thằng Bụt bẻ mạnh cái răng mà nó vừa cầm, khiến cho bà Thìn co giật cả người vì đau. Nhưng bà chẳng thể thét lên nổi một tiếng, đôi mắt căng ra nhìn thẳng vào đứa trẻ đang hành hạ mình. Thằng Bụt bẻ cái răng của bà xong, đưa lên trước mặt rồi ngắm nhìn. Miệng thì thào nói, giọng nói lạnh lẽo không phải của con người. Nó thì thầm: cái này chưa đủ, vẫn còn chưa đủ. Bụt thả rơi cái răng của bà Thìn ra, sau đó tiếp tục thò tay vào trong miệng, cầm lấy cái răng tiếp theo mà nói nhỏ: cùng chơi tiếp nhé, cùng chơi với ta. Bà Thìn lại gật đầu, một tiếng rắc nhỏ lại vang lên. Cơ thể của bà tiếp tục co giật, mắt căng ra đến lòi cả ra ngoài. Thế nhưng không hề có tiếng hét nào vang lên cả, chỉ có tiếng cười của đứa trẻ con sau mỗi lần chiếc răng bị bẻ đi. Cái này chưa đủ, cái này vẫn chưa đủ, cùng chơi tiếp nha. Cứ như vậy, giọng nói đầy ám ảnh của đứa con nít vang vọng trong căn nhà cũ giữa đêm trường lạnh lẽo và đầy rẫy những nỗi kinh sợ rợn người. Nó tiếp diễn mãi cho đến lúc bên trong nhà người đàn bà mồm miệng đầy máu, máu chảy khắp cả giường, mùi tanh của máu trở nên đầy nồng nặc. Bà Thìn nằm co dần bên dưới cơ thể nhỏ nhắn của thằng Bụt, trong miệng máu tươi đã tràn ngập, hai hàm răng giờ chỉ còn phần thịt nhuộm máu. Máu đã tràn ra ngoài chẳng thể nào ngăn lại được nữa. Bà Thìn bị bẻ gãy tất cả hai hàm răng, chẳng còn lại một thứ gì cả. Cơn đau chí tử khiến cho bà như muốn chết đi sống lại vậy, cả người co giật như bị động kinh, nhưng đầu óc vẫn còn biết bản thân mình là ai và biết mình đang gặp phải chuyện gì, chỉ có điều là không hét lên được mà thôi. Bị bẻ hết cả hai hàm răng, cơn đau mà chỉ nghe qua đã thấy ớn lạnh cả người, chứ đừng nói là phải tiếp tục nếm trải. Ấy vậy mà nhìn sắc thái của bà lúc này như đang rất phấn khích, khóe miệng chỉ còn phần thịt tươi lởm chởm nhuận ra cười. Nụ cười giống y hệt như kẻ đang hành hạ tra tấn bà. Thằng Bụt ngồi trên lồng ngực của bà Thìn, nó ngẩn ngơ nhìn bàn tay của mình, bàn tay nhuộm cả máu. Máu còn từ dưới ngón tay của nó nhễu xuống, dính vào mặt của kẻ đang nằm xương dưới, từng giọt một. Bụt cầm trên tay cái răng cuối cùng vừa nhổ trong miệng của bà Thìn ra mà ngẫm nghĩ. Đôi mắt đen ngòm kinh dị toát ra một sự thèm thuồng, nó lòng lên sòng sọc nhuyễn miệng cười rồi bảo: chưa đủ, vẫn chưa đủ, tiếp tục chơi với ta nhé. Bà Thìn bị đè cho nằm bên dưới, dù vẻ mặt như đang rất phấn khích, nhưng ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi và đau đớn đến tột cùng. Dường như đàn bà không chỉ kiểm soát được bản thân, vô thức bị thứ quỷ dữ đang phải đối mặt sai khiến, nhưng tất cả những nỗi đau vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Rõ ràng là bà ấy đang muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi sự tra tấn này, thế nhưng bản thân hoàn toàn bất lực và mất đi lý trí mỗi lần giọng nói đó vang lên. Không thể kiểm soát được, gật đầu nghe theo lời nói của thằng Bụt. Thằng Bụt nói xong nở ra một nụ cười ngây thơ của một đứa con nít. Nó chồm xuống, đưa bàn tay vuốt lên gương mặt của bà miệng nói: chơi cùng, cùng chơi nào. Bụt cười thét lên rồi giang ngón tay tới vị trí con mắt bên phải của bà Thìn. Nó sờ con mắt ấy một cái, mấy ngón tay chắp lại, chỉ để lại ngón tay trò thẳng ra, rồi từ từ đâm vào trong hốc mắt của người đàn bà. Ngay lập tức cơ thể của bà Thìn co giật liên hồi, nhưng không thể nào thoát được sức đè của thằng Bụt. Miệng kêu lên ủng ục, nước tiểu tràn ra vì đau đớn, cơn đau như bẻ hàng chục khúc xương sườn vậy. Đau là vậy, nhưng chỉ có tiếng cười nắc nẻ của thằng Bụt vang lên, chẳng hề có tiếng nào cả. Trên giường bà Thìn nằm co giật, con mắt của bà đã bị ngón tay nhỏ nhắn của đứa trẻ con thọc thẳng vào trong hốc, rồi từ từ kéo ra bên ngoài. Con mắt từ từ lồi ra kéo theo là máu mủ nhìn kinh tởm vô cùng. Khi con mắt vừa trổ hết ba phần tư,
Thằng Bốn đưa cả bàn tay chụm lấy nó rồi giật mạnh, sau đó đưa lên ngắm nghía, vẻ mặt hết sức biến thái và kinh dị, xong vẫn lắc đầu rồi bảo: "Vẫn chưa đủ, chơi cùng tiếp nào." Bà Thìn lúc bấy giờ chỉ còn lại một con mắt, bên còn lại chỉ là cái hốc sâu hoắm, toàn là máu tươi rỉ ra ngoài. Cả mặt ấy chỉ còn biết kinh hãi nhìn đứa trẻ con và thấy bàn tay của nó tiếp tục chồm lên. Ngón tay nhỏ ấy một lần nữa thọc vào trong hốc mắt của bà rồi kéo nó ra. Đó cũng là hình ảnh cuối cùng trong đời mà bà Thiện nhìn thấy. Mắt không còn nhìn thấy nhưng tai vẫn có thể nghe được. Trong cơn đau chỉ muốn chết đi ngay lập tức, bà Thiện nghe rõ ràng từng tiếng cười nấc nè của đứa trẻ con đầy đáng sợ. Nó vẫn nói ra một câu vô cùng quen thuộc từ nãy đến giờ: "Chưa đủ, vẫn còn chưa đủ." Và rồi trong một chút thần trí còn sót lại, bà Thiện cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn ấy lần mò trên động ngực, tìm ngay tới vị trí quả tim của bà. Giọng nói của thằng Bụt vang lên một lần cuối cùng trước khi bà ta hoàn toàn thất thở, lìa khỏi cõi đời này: "Đây rồi, nó đây rồi." Con gà gáy vang vọng cả ngôi làng, cùng lúc mọi người tỉnh dậy chuẩn bị cho một ngày mới. Chẳng ai biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, cũng tạm quên luôn những gì thầy Mẹo đã nói. Họ dậy phụ nữ lo giặt giũ chuẩn bị cơm nước đi làm, còn mấy người đàn ông thì tập mấy bài thể dục cho khỏe, đặt uống đi trà nóng vào buổi sớm cho tỉnh táo. Lành ở nhà cũng đang ngủ say, cũng đã lâu cũng mới có được một giấc ngủ khá sâu, không hề tỉnh giấc vào nửa đêm như thường lệ. Hôm nay cô còn có phần dậy muộn hơn bình thường, vì cũng lâu lắm rồi mới có được ngủ ngon như vậy. Dù đã tỉnh nhưng cô vẫn nhắm tịt mắt ngủ thêm một chút nữa. Thế nhưng Lành cảm thấy khó chịu vì cảm giác ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Không chịu được, Lành mới cố gắng mở mắt, chớp chớp vài cái. Cô thấy đúng là có người đang đứng trong giường nhìn mình, nhưng còn đang buồn ngủ, chưa thể nào mở hẳn mắt ra được. Lành cố gắng chớp mắt liên tục cho cơ quan cơn buồn ngủ. Mà đừng rồi, nhưng mà cô vẫn thấy mọi thứ loè nhòe, chẳng rõ gì cả. Chỉ duy chuyện có người đứng ngay bên thành giường là hoàn toàn có thật, và cái bóng người đó cũng vô cùng quen thuộc. Cố gắng thêm một chút, cuối cùng Lành bắt đầu nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng. Rồi nét mặt hơi ngẩn ra khi thấy thằng Bụt đang đứng đó. Bình thường Lành sẽ là người dậy trước, sau đó mới gọi con dậy, nhưng hôm nay thằng Bụt đã dậy trước và đứng chờ mẹ. Còn chưa được tỉnh táo, Lành đã biết mình dậy muộn hơn bình thường, nhưng muộn hơn bao lâu thì chả rõ. Và đó chính là lý do mà thằng con trai đang đứng đó chờ đợi. Có lẽ thằng Bụt đói bụng mà chưa có gì ăn. Lành bấy giờ thều thào: "Chết, mẹ dậy muộn mất rồi, để mẹ dậy nấu ăn cho con nhé." Thằng Bụt không hề phản ứng gì cả, nó chỉ đứng im. Trên giường Lành vẫn cố gắng nhòi người ra cho hết mỏi. Nhưng cô bỗng thấy lạ, có gì đó rất lạ, nhưng chưa kịp nghĩ ra. Xong Lành chẳng nghe thấy thằng con của mình tíu tít như thường ngày. "Ủa, Bụt của mẹ hôm nay làm sao vậy?" Quay sang thì con vẫn còn đứng im, nhìn chăm chăm vào mình. Biểu hiện này khiến cho Lành cảm thấy bất an. Cô vội vàng ngồi dậy ôm lấy vai của Bụt lo lắng rồi hỏi: "Con sao vậy? Trả lời mẹ đi chứ." Bụt không đáp, nó chỉ là ngước mắt nhìn mẹ. Xong đi qua một bên, ra phía sau lưng như của Lành như đã muốn ám hiệu. Nó bất an lại càng tăng lên. Lành bấy giờ mới nhớ ra bà Thiện nãy giờ không nghe tiếng của bà ấy ở đâu. Dùng mình một cái khi nhìn vào con mắt của con trai, Lành từ từ ngoái đầu lại, người run lên như thể cảm nhận được một thứ gì đó chẳng lành. Một mùi hương tanh nồng của máu bắt đầu sộc vào trong hai lỗ mũi. Lành dựng cả tóc gáy, cơ mặt giật lên khi còn chưa kịp nhìn thấy những gì phía sau lưng của mình. Càng ngoảnh ra đằng sau thì miệng của cô lại càng há lớn khi những gì sau đó bắt đầu rơi vào tầm mắt. Ở đó Lành thấy một cơ thể đầy máu me, tay chân buông thõng. Người đàn bà nằm ở trên giường, mình mày từ trên xuống dưới dính toàn đầm máu. Kinh dị hơn khi nhìn trên gương mặt, mồm của người phụ nữ cũng đang há lớn, trong miệng cũng toàn là máu. Hai hàm răng chẳng còn lại cái nào, chỉ còn phần thịt lầm chùm trong máu. Những dòng máu còn đang rỉ ra thành dòng. Lên trên một chút, Lành kinh hãi đến đái cả da quần khi thấy hai hốc mắt trống rỗng. Hai con mắt bên trong bị móc ra ngoài,
chỉ còn lại những thứ nhìn như là xúc tu khá nhỏ bị đất lìa dính ở trên ấy. Phía dưới lồng ngực bà Thìn ta bị ai đó đâm sâu một lỗ, quả tim bị móc ra để lại trên bụng. Nó nằm im lìm không một chút động đậy. Quá kinh khủng, Lành cũng không thể nhịn được nữa, còn hét lên một tiếng thật lớn. Tiếng thét của Lành vang vọng khắp ngôi làng. Mọi người khi nghe thấy tiếng hét này lập tức tập trung lại, hướng về nhà của Lành. Họ nuốt nước bọt, mặt cực kỳ sợ hãi, nhưng hiểu chuyện gì cũng đã tới. Tiếng hét của Lành hét lên mãi thì mới có người đầu tiên dám chạy sang xem. Khỏi phải nói khi vừa vào bên trong, người này la toáng cả lên, mặt mũi tái mét, chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Nôn đến mật xanh mật vàng thì mới dừng lại. Có người chết, trời đất ơi, có người chết. Người đàn ông nôn xong thì mới dồn hết sức mà hét ầm cả lên. Dân làng mau chóng chạy qua đỡ lấy người đàn ông rồi hỏi, có chuyện gì vậy? Ông ta đưa bàn tay run rẩy không kiểm soát của mình chỉ vào trong căn nhà đang mở toang. Có người chết, có người chết, kinh dị lắm. Nhìn đang ngỡ ra chuyện gì, đám đông đập tức kéo vào bên trong. Với tới cửa, họ đã ngửi thêm một mùi tanh đậm rộng, ngay như muốn buồn nôn. Tất cả đi chậm lại chứ không còn dám bước nhanh nữa. Ngay lúc nãy đây, những lời của thầy Mẹo nói dường như trở thành hiện thực. Thằng một con trai của Lành chẳng lẽ đã hóa quỷ đúng như lời của thầy đã nói. Tuy chưa nhìn thấy những gì bên trong căn phòng kia, tuy nhiên tất cả đã dựng hết cả tóc gáy, chân đi không vững khi ngửi thấy cái mùi hương rất tanh nồng. Bước sâu vào bên trong, họ tiếp cận với phòng ngủ của mẹ con Lành. Đây chính là nơi mùi tanh phát ra nồng nhất. Người dẫn đầu là ông Nậm Trường Nàng. Ông ta hé đầu qua ô cửa đang ngó vào bên trong. Người đầu tiên ông ta thấy chính là Lành. Cô ngã sóng xoài ở dưới đất, người run cầm cập da rẻ tái nhợt, tóc tai bù xù, tay chống về phía đằng sau. Lành được cố gắng đùi về đằng sau nhưng hình như sợ quá không di chuyển được. Một bên khác là thằng Bụt còn đứng im, quay lưng về phía của ông Nậm. Mắt nhìn lên giường, nhận thấy cả hai mẹ con đều nhìn về một phía. Ông Nậm cảm thấy sợ, da gà da vịt liền nổi lên. Đầu mới từ từ ngước nhìn về phía trước giường. Và khi đôi mắt của ông căng ra, mồm miệng há lớn run rẩy và đập vào nhau, cũng là lúc ông thấy những gì đang ở trên giường ấy. Một cơ thể người phụ nữ với bộ dạng cực kỳ kinh khủng, mà còn nằm mơ ông cũng chẳng thể nào tưởng tượng được. Trên giường, xác của người đàn bà nằm há mồm ra thành hình tròn. Bên trong khoang miệng ấy không còn một chiếc răng, chỉ còn máu và những thứ thịt đỏ ngầu. Dưới giường là hàng chục chiếc răng đã bị bẻ ra nằm vương vãi. Chỉ trong tích tắc nhìn thấy cái xác nằm trên giường mẹ con của Lành, ông Nậm nhũn cả người ngã bệt, đầu vẫn hướng về phía cái xác không rời đi chỗ khác. Đám người đi sau cũng đã tới nơi, họ túa ra trước cửa và rồi kết quả cũng không khác gì ông Nậm. Tất cả đều chấn kinh, ba hồn bảy vía bay đi. Có người chịu không nổi ngất xỉu ngay tại chỗ, người nôn nọe đứng chết chân, có người hét lên ầm ĩ cả ngôi làng. Đám người sau đó chạy tán loạn bỏ chạy khỏi nhà của Lành. Thầy Mẹo cũng mau chóng có mặt, vừa qua tới nơi thì lắc đầu nói, không xong rồi, chuyện mà ta lo lắng đã trở thành sự thật. Ông Nậm bây giờ vội hỏi thầy, vậy ý của thầy là? Đúng, con quỷ đó đang hiện thân, bởi chính là nạn nhân đầu tiên, thật đáng tiếc. Thầy Mẹo nói xong thở dài. Ông Nậm đứng bên cạnh run rẩy, ánh mắt bàng hoàng. Ông chưa thể quên được hình ảnh lúc nãy mình đã thấy. Thầy Mẹo bấy giờ hỏi, ai là người chết vậy? Ông Nậm suy nghĩ rồi trả lời, lúc nãy chúng con sợ quá không có kịp nhận ra là ai. Thế nhưng mà nghĩ lại thì chắc đó là của bà Thịnh. Suy cho cùng thì hiện tại trong làng chỉ có bà ấy hay qua lại với mẹ con Lành mà thôi. Thầy Mẹo tiếp tục thở dài gật đầu rồi bảo, số mệnh của bà ấy chỉ tới đây, thật đáng tiếc. Giá như bà ấy nghe lời chúng ta thì có lẽ đã không gặp chuyện. Ông Nậm im lặng cúi đầu mà tỏ ra thương tiếc, chẳng biết nói gì. Chung quanh mấy người nghe được lời của thầy thì cũng bàn tán ra vào, đã thấy chưa, thầy đã khuyên bấy nhiều lần bà không có nghe, bây giờ chết tức tưởi như vậy tội quá. Một người khác thì lại bảo, nếu thế thì chắc chắn là chuyện thầy nói là chính xác rồi. Cái thằng con Lành nó là quỷ. Nó là quỷ chứ chả phải là người đâu. Đúng rồi chứ còn gì nữa, thầy Mèo đã nói ngày đó nó tròn 3 tuổi, lúc ấy con quỷ sẽ xuất hiện. Giờ xem á, hôm qua chính là ngày đó, bà Thiện lại là người đầu tiên bỏ mạng vì nó.
Trời đất ơi, sao bà ấy không có chịu nghe ai vậy chứ? Mặc cho kẻ bàn tán chung quanh, ông Nậm bấy giờ hỏi thầy Mẹo. Như thế này thì khả năng chuyện mà thầy cảnh báo đã là sự thật rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao để hả thầy? Thầy Mẹo lắc đầu nói giọng khá trầm tư. Hiện tại chỉ có thể giúp mọi người tránh xa quỷ dữ ấy mà thôi. Ta đã nói ngay từ đầu, đứa trẻ đó cần bỏ đi ngay từ lúc còn trong bụng mẹ. Thế nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Và bây giờ nói thật sự là nó đã xuất hiện, thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi. Bản thân của ta không làm được gì khác cả, chỉ biết chờ vật số mệnh mà thôi. Ông Nậm liền thì thầm bảo, vậy tại sao giờ chúng ta không giết nó hả thầy? Không được, ta chỉ có thể tiêu diệt nó khi con quỷ hiện thân. Nhưng cơ hội cũng là rất thấp. Còn nếu lúc này giết nó thì chỉ là giết một người bình thường mà thôi. Thậm chí là còn khiến con quỷ càng lúc càng mạnh hơn bình thường. Ở đó cũng là hậu quả rất lớn. Ông Nậm cắn răng xong nghĩ gì lại bảo, hay là chúng ta cứ bắt nó lại đi, chờ cho nó hóa quỷ rồi giải quyết nó. Thì Mèo lắc đầu trầm giọng, nó thông minh hơn nhiều so với những gì ông nghĩ. Nếu như bắt trói nó sẽ không hiện thân đâu. Vậy thì chúng ta phải làm sao mới được chứ? Thế này cũng không được, thế kia cũng không được. Chả lẽ cứ ngồi im mây để chờ đợi? Thở dài một hơi để bất lực, thì Mẹo liền bảo, rất tiếc nhưng mà tôi phải nói đúng là như vậy. Chúng ta phải âm thầm chờ cho nó hiện thân thì mới giải quyết được. Còn những cách mà ông vừa nói hoàn toàn không thể áp dụng. Kết quả chưa thấy thì có lẽ hậu quả đã rất nặng nề rồi. Ông Nậm tiếp tục lo lắng, nhưng mà nếu như vậy thì sẽ lại tiếp tục có người chết. Như vậy thì cũng đâu phải là chuyện tốt đâu thầy. Lại lắc đầu, thì Mẹo lại tiếp, xin lỗi mọi người, bản thân tôi bất tài. Những gì tôi tìm hiểu được về loại quỷ này chỉ có như vậy. Chỉ có duy nhất cách đó là chờ đợi nó hiện thân. Rất đáng tiếc nhưng tôi phải nói, thả một vài người chết còn hơn cả cái làng này vong mạng, không còn đến một mống. Ông hiểu ý của tôi chứ? Tay chắp ra đằng sau lưng, thầy Mẹo chậm rãi hít thở thật sâu rồi bảo, trách thì chỉ có trách. Chưa kịp nói dứt câu, thầy Mẹo đã thấy ông Nậm từ đằng sau đi vọt lên đằng trước, tiến thẳng về phía của Lành, đã được mọi người dìu ra và ngồi im một chỗ. Ông Nậm đi tới vẻ mặt có phần đầy tức giận. Ông nhìn cô gái đang run rẩy ngồi im một chỗ cùng với đứa con rồi gầm lớn, quỷ, nó là quỷ, cô có biết không? Tại sao cô không nghe lời của thầy Mẹo, không nghe mọi người chứ? Không bỏ nó đi ngay từ đầu. Bây giờ cô nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Nó là quỷ, nó đã giết người. Nếu ngày đó cô nghe theo chúng tôi thì bây giờ bà Thiện bấy có chết hay không hả? Nghe tiếng của ông Nậm gầm lên, mọi người túm lại dồn sự chú ý vào người của Lành. Nhưng cô chẳng nói gì cả, vẫn ngồi im, người run lên bần bật. Ánh mắt kinh hãi tột cùng nhìn xuống dưới đất. Thằng bột ngồi trong lòng của mẹ im lặng, nhưng nó không tỏ ra sợ hãi gì cả. Ông Nậm lại cất tiếng, mọi người à, chắc ai cũng hiểu kẻ nào đã gây ra cái chết của bà Thịt. Chẳng còn ai khác ngoài đứa bé này. Nó là quỷ, nó là quỷ giết người. Nếu như con Lành nó nghe chúng ta ngay từ đầu thì mọi chuyện đã không xảy ra. Nhưng mà nhìn xem, nó đã giết bà ấy, và tiếp theo nó sẽ giết người. Chúng ta sẽ tiếp tục là nạn nhân của nó. Cả đám gật đầu đồng ý với ông trưởng làng, vì vốn dĩ ai cũng tin vào câu chuyện thầy Mẹo đã nói. Trước đây khi thầy Mẹo cảnh báo họ cũng bán tín bán nghi. Thế nhưng giờ đã có người phải chết, chết rất thê thảm. Nhìn cách mà bà Thiện chết chẳng ai nghĩ là do một con người bình thường gây ra. Có người liền bảo, đúng là nó là quỷ. Thằng bố nó là quỷ, nó giết người, chúng ta phải làm gì đi chứ? Một người khác lại nói chim, đúng vậy, mau giết nó đi, nếu không sẽ lại có người phải chết. Lại ngồi một chỗ đầu cúi gầm, những giọt nước mắt lăn dài trên má, răng bắt đầu nghiến chặt vào nhau. Rồi bất thình lình ngẩng lên, để đôi mắt đầy căm hận nhìn về đám dân làng. Không phải, còn tôi không giết người, nó chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể giết được bà ấy chứ? Mẹ mày, cái con kia, mày muốn thế nào hả? Mọi chuyện rõ rành rành, nếu không phải con mày làm ra cái chuyện này thì là chính mày, có đúng không hả? Lành cứng họng không nói được, vì cô hoàn toàn không phải là kẻ giết người. Nhưng nếu cô không nhận, cô sẽ bị hướng mũi dìu. Nghĩ gì đó xong, Lành cắn răng rồi vào, phải, bà ấy là do tôi giết đó. Mấy người muốn làm gì tôi cũng được, đừng động đến con của tôi.
Ông Nầm bị một phen để bất ngờ. Ông không nghĩ tới khả năng Lành sẽ nói như vậy. Ông cứng họng. Cả đám dân làng cũng chẳng biết nói gì. Hai chị bàng hoàng ú ớ, chẳng biết nên phản ứng như thế nào. Bên này thầy Mèo cũng ngẩn người, đứng im lặng không nói gì. Giọng của Lành tiếp tục cất lên. Đúng, bài là do tôi giết, tôi sẽ nhận. Các người không ai được phép động tới con tôi. Ngay lập tức hành động không ai ngờ tới của Lành đã diễn ra. Cô tự đi báo với chính quyền rằng mình đã giết người. Cô tự nhận rằng đêm qua hai người cãi vã và trong lúc không giữ được lý trí đã ra tay giết bà Thịnh. Tất cả cứng họng, không ai dám hoang he gì về chuyện ma quỷ kia, vì ai cũng sợ bị cô cổ nếu truyền bá mê tín dị đoan là một tội rất nặng. Và thế là họ đành chấp nhận những gì tiếp diễn. Lành vào tù với một bản án về tội giết người. Nhưng đứa con trai của cô ở ngoài, và kể từ đó đứa trẻ 3 tuổi đó phải tự lo cho chính bản thân của mình. Thời gian đầu vẫn có người lui tới chăm sóc cho Bụt vì được Lành nhờ cậy. Dù sao thì nó cũng là một đứa trẻ con, chẳng có tội tình gì. Nhưng dần dài chẳng còn ai tới nữa. Bụt thì lùi thủi một mình trong nhà. Có lúc nó chạy khắp làng xin ăn vì đói, nhìn cũng vô cùng tội nghiệp. Thế nhưng trong ngôi làng ấy tất cả đều coi nó là quỷ. Chẳng một ai dám tới gần vì sợ mình sẽ là kẻ xấu số tiếp theo. Có lần Bụt đói quá nó phải chạy đi xin ăn. Cũng đúng thôi, vì đứa trẻ mới có 3 tuổi, làm sao mà chăm sóc bản thân của mình được. Thằng bé gầy rộng, da dẻ tái nhợt, đầu tóc rũ rượi, nhìn giống như sắp chết. Đứa trẻ đó bước từng bước không vững vì đói, đi sang nhà mấy người chung quanh để gõ cửa. Người ta cứ tưởng ai qua thì sẽ mở cửa. Thằng Bụt yếu ớt nói, cho cháu xin chén cơm, cháu đói. Người đàn bà vừa mở cửa thấy một đứa trẻ gầy tông teo, nhìn chẳng còn giống người thì hoảng hồn. Bà ta nhận ra ngay đó là ai đóng sập cửa rồi xu. Cút đi cái đồ ma quỷ, mày đừng có dọa tao. Không được ăn còn bị ngắt nổi như một thứ quỷ dữ. Thằng Bụt nước mắt chảy đầy trên mặt, những giọt lệ hòa cùng với đệm bụi đất dính đầy trên mặt, nhìn vô cùng đáng thương. Không được cho ăn, nó tiếp tục qua nhà khác nhưng kết quả vẫn như vậy. Họ đều xua đuổi nó một cách thẳng thừng. Mau đi đi, trời đất ơi, đừng có ám quỷ nhà tao. Cứ như vậy thằng Bụt chẳng còn được miếng cơm nào vào bụng. Nó đói quá đành phải tìm cách khác. Tức là lèn vào mấy nhà không có hàng rào bao quanh để trộm đồ. Đã qua một thời gian, thằng Bụt cứ như vậy mà gắng cựng sống. Trong làng vẫn luôn sống trong lo sợ. Nhưng theo lời của thầy Mẹo nói không được động vào con quỷ nếu nó chưa hiện thân. Vậy là dân làng đành phải sống trong sợ hãi, chẳng ai dám tiếp xúc với Bụt cả. Đêm muộn tại nhà của thầy Mẹo, ông Nầm cũng đang ở đó. Trong ngôi nhà nhỏ ánh đèn dầu màu vàng chiếu sáng chung quanh, chiếu lên gương mặt đầy lo âu của ông trưởng làng. Ông nhỏ giọng hỏi thầy, thầy à, cậu đã một thời gian, nó vẫn còn chưa hiện thân, hay là chúng ta cứ ra tay đi. Ngày như thế này ai cũng sống trong lo sợ, ăn không ngon ngủ chẳng yên, chứ con sợ lắm thầy. Thầy Mẹo vẫn lắc đầu rồi đáp, không được, nếu cô chấp hậu quả sẽ rất lớn. Ta đã nói rồi, nếu bây giờ giết nó chắc chắn con quỷ sẽ mạnh hơn rất nhiều lần. Đến lúc ấy tôi có thế nào cũng không kiểm soát được nó. Cắn răng một cái, ông Nậm nói giọng đầy ưu phiền. Nhưng mà con thấy nếu cứ để im như vậy, chẳng biết đến khi nào mới có thể giải quyết mọi việc. Thằng Bụt nó sống một mình chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta ra tay. Không được, phải tiếp tục chờ. Tôi đã yểm bùa trong nhà của nó, nếu có hiện thân tôi sẽ nhận ra ngay. Khi đó chúng ta sẽ tiêu diệt nó. Ngày đó sẽ sớm tới mà thôi. Thầy Mèo bỗng nhìn ông Nầm bằng đôi mắt thâm sâu, không nhìn ra được ngụ ý là gì. Ông Nầm cũng dùng mình khi thấy ánh mắt này. Xong thầy lại nói, mọi người cứ an tâm, tôi nhất định không để ai xảy ra chuyện gì cả. Ông cứ về nghỉ ngơi đi. Ông Nầm gật đầu chào thầy rồi ra về. Thầy Mèo ngồi im không nói gì, đôi mắt nhìn ông Nầm, nhận miệng cười. Đôi mắt hiện lên một sự kỳ dị, lẩm bẩm như tự nói với chính bản thân của mình, nó lại tới, nó lại tới nữa rồi. Ở bên ngoài cửa nhà, ông Nầm bước ra rồi đóng cửa lại. Ông chưa vội bước đi mà đứng im tại chỗ, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, người hơi run rẩy, mắt nhìn về phía nhà của Lành. Hay lúc này ngôi nhà ấy chỉ còn một đứa trẻ con sinh sống.
Đứng thần người một lúc, ông Nậm lúc bấy giờ bước đi. Đi rất nhanh và vội vã như đang rất gấp vậy. Ông ta trở về nhà của mình, không đi ngủ mà lục lọi tìm kiếm một sợi dây thừng khá lớn, xé ra một tấm vải màu đen. Ông Nậm bịt mặt lại rồi rời khỏi nhà, lẩn vào trong bóng đêm mờ mịt rồi biến mất. Trời đã về khuya, tất cả nỗi sợ ám ảnh về thứ quỷ dữ đang ở trong làng, họ đều đã đi ngủ, không ai dám ló mặt ra ngoài tầm giờ này. Duy chỉ có một người đang thập thò trong bóng tối. Người đang mòn mèn hướng về nhà của lành chính là ông Nậm. Mặt bịt vải đen, trên tay xích theo một đoạn dây thừng, ngó nghiêng chung quanh cẩn thận rồi tiếp tục bước đi. Bóng đêm tối tăm, lại không khí lạnh lẽo cộng thêm việc nghĩ tới chuyện mình sắp làm, khiến cho ông Nậm run rẩy, hơi thở phát ra đầy khó nhọc, trên trán mồ hôi toát ra thành giọt. Tiếng mấy con quạ kêu đêm càng khiến cho người đàn ông thêm sợ hãi. Đúng vậy, ông Nậm đang gấp ủ ý định vô cùng khủng khiếp, đó chính là tự tay giết chết thằng Bụt để diệt trừ đi mối nguy hại cho mọi người. Mặc cho lời cảnh báo của thầy Mẹo, ông quyết định phải ra tay ngay hôm nay, tránh đêm dài lắm mộng. Dù thầy Mẹo đã khẳng định rất chắc chắn việc ra tay với Bụt bây giờ khiến con quỷ mạnh hơn, nhưng bản thân ông Nậm không tin vào điều đó. Ông tin rằng một khi con quỷ đã bị giết, chắc chắn mọi hậu họa sẽ kết thúc. Hiện tại đã đi được nửa đường, vẫn không có dấu hiệu có người phát hiện ra, nên ông Nậm mới an tâm đi tiếp, sau một lúc ngồi im tại chỗ vì sợ hãi. Lẩn khuất trong màn đêm, người đàn ông cố gắng một lúc cũng tiếp cận được ngôi nhà. Giờ đây thằng Bụt chắc cũng đã ngủ sau một ngày đi xin ăn ở trong làng. Nhìn căn nhà hiện hữu trong đêm, ông Nậm có phần lạnh người, dựng cả tóc gáy, còn lúc muốn bỏ về không dám lẻn vào trong nữa. Thế nhưng nghĩ lại việc mình có thể giúp mọi người, ông lấy hết can đảm trèo rào và nhảy vào bên trong. Thuận lợi vào bên trong, ông Nậm yên lặng một lúc tiếp tục di chuyển. Đang đứng giữa khoảng sân nhỏ, ông Nậm thấy cửa nhà đóng kín, chắc chắn là thằng Bụt đã ngủ. Nhỏ nhẹ từng bước, hơi thật thật chậm, không dám phát ra dù là một tiếng nhỏ nhất. Để thằng bé phát hiện nó kêu lên, ông cũng chẳng phải là chuyện tốt. Dù bản thân tin rằng việc mình làm là tốt, nhưng nếu bị phát hiện, ông Nậm sẽ vật tình cảnh bị cả làng trách vì sao không nghe theo lời của thầy Mẹo. Ông không thích rơi vào hoàn cảnh đó, cho nên việc đêm nay nhất định không được để cho ai biết. Rón rén bước đi vài bước, ông Nậm cũng đã áp sát cửa bếp, cũng đã khá quen thuộc với nơi đây. Ông Nậm biết rõ vị trí cửa ở đâu và tìm cách mở nó ra. Như thể có người đang giúp ông vậy, chốt cửa bị đẩy ra một cách dễ dàng. Tuy nhiên ông chưa vội lẻn vào trong thì mặt hơi ngẩn ra một chút. Trong thoáng giây suy nghĩ, ông Nậm chẳng hiểu vì sao vừa rồi mình chỉ chạm nhẹ một cái là chốt đã mở ra, cửa bếp cũng được mở một cách dễ dàng. Thế nhưng mặc kệ, việc trước mắt bây giờ là phải tiêu diệt con quỷ ấy. Kéo nhẹ cánh cửa, ông Nậm lèn vào bên trong. Trong này tối tăm, tối như hũ nút, chẳng nhìn thấy gì, khiến ông phải đứng im cố gắng làm quen với bóng tối. Bình thường chỉ cần mất một lúc thì bất cứ ai cũng có thể làm quen được với màn đêm, rồi có thể nhìn thấy lờ mờ những thứ chung quanh. Thế nhưng giờ đây thì không. Ông Nậm có cố thế nào thì mọi thứ vẫn đen đặc, chìm trong bóng tối, không thể thấy bất cứ được một điều gì. Ông ta dụi mắt liên tục, chớp mắt lìa lịa nhưng mãi chẳng thấy khá hơn. Cứ như vậy hắn đứng im mất gần 10 phút thì mọi thứ chung quanh mới bắt đầu hiện ra. Những đồ đằng trong gian bếp dần xuất hiện. Ông Nậm bình tĩnh một chút, căng mắt để tìm hướng đi. Thế nhưng rồi có thứ gì đó xuất hiện khiến ông sợ hãi, nó ở ngay trước mặt của ông. Mãi mới có thể nhìn thấy lờ mờ một vài thứ bên trong. Ông Nậm còn chưa kịp vui mừng thì nụ cười trên môi tắt hẳn, khi ngay trước mắt hiện ra không chỉ là một vài thứ đồ lặt vặt cũ kỹ, mà còn là một bóng đen như dáng của một đứa trẻ con đang đứng lù lù. Còn chưa kịp nhận ra người trước mặt là ai, ông Nậm đang nghe thêm một tiếng cười khúc khích của đứa con nít. Quá sợ hãi, ông đổi lại chống lưng lên tấm ván làm cửa nhà bếp, người bắt đầu run rẩy. Ông quên luôn cả việc mình qua đây để làm gì. Nhưng đâu chỉ dừng ở đó, ngay sau khi tiếng cười kết thúc, giọng nói của đứa trẻ đó lại vang lên, một chất giọng vô cùng khủng khiếp và đầy chết chóc. Xin chào, ta muốn chơi, lại đây chơi với ta. Giọng nói như thì thầm, hay có thể nói là những lời thầm thì của quỷ dữ.
Những lời thầm thì từ địa ngục vọng lên, làm cho người đàn ông như muốn khiếp đảm bỏ chạy. Đã muốn chạy lắm nhưng ông Nậm chỉ biết chết chân tại chỗ, mắt dán chặt vào bóng đen thù lù trước mặt, miệng u ớ: "Không, không, 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 không." Vừa nói ông như vừa van xin lắc đầu, nhưng giọng nói thì thầm của đứa trẻ lại vang lên: "Đã tới đây rồi thì chơi cùng ta, lại đây." Người đàn ông càng trở nên khiếp hãi, nó sợ hãi tột cùng bủa vây: "Ông đang làm cái gì vậy? Giúp dân làng bỏ mối hiểm họa tiềm tàng này sao? Chuyện đó giờ đây thật quá vớ vẩn, khi bản thân ông còn đang tự mình đối diện với cái chết." Ngay lúc này đây, điều duy nhất ông Nậm muốn đó chính là bỏ chạy, bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi đây. Thế nhưng bản thân cảm thấy vô lực, nỗi sợ hãi khiến cả người tê dại không nhúc nhích được. Ông ngã bệt cả xuống ngồi trên vũng nước đáy, bên trên mồm miệng vẫn còn há lớn, nước mắt chảy ra giàn giụa: "Ta sẽ chơi cùng ông, để ta lại chơi cùng ông nha." Tiếng thầm thì của ma quỷ lại vang lên, giọng của đứa trẻ con đầy đáng sợ. Chừng đôi mắt ngây dại của ông, cái bóng đen từ từ di chuyển thật chậm, tiếng bước chân khẽ khàng lọt vào tai của ông. Lúc này ông chỉ còn biết ú ớ, nhưng đáp lại vẫn là giọng nói đáng sợ ấy: "Không, không, tha cho tao, đừng, đừng giết tao." "Chơi với ta, ta sẽ tha cho ông." Nhìn đã tới đường cùng, ông Nậm gật đầu: "Được, chơi cùng mày là được chứ gì." Tiếng cười lạnh lẽo lại vang lên, cái bóng đen đầy đáng sợ ra vẻ hài lòng, nó tiếp tục nói: "Đúng, chơi cùng ta, ta sẽ tha cho ông." "Vậy, vậy, vậy ta chơi với mày, lại đây. Đứa trẻ cười khúc khích, vậy chỉ trong một cái chớp mắt đã đối diện với ông. Lúc này ông chỉ còn biết ú ớ không dám nói gì, chờ đợi điều tiếp theo mà thứ ma quỷ đó sẽ làm với mình. Đã quá run rẩy sợ hãi, ông Nậm chẳng còn nói được gì, chỉ biết dừng đôi mắt đang giật lên từng hồi của mình nhìn bóng đen. Nó lập tức đưa đôi bàn tay lạnh lẽo của mình giơ vào bên má của ông rồi bảo: "Chơi cùng nhé." Ông Nậm hoảng hốt gật đầu ngay. Sau đó bàn tay của đứa trẻ con màu trắng giờ khắp khuôn mặt của ông. Ông chỉ biết liếc mắt nhìn theo đôi bàn tay ấy xem nó muốn làm gì. Từ từ một bàn tay của trẻ con đầy đáng sợ hạ xuống, hướng về cái miệng của ông và dừng lại. Rồi giọng nói thầm thì như từ địa ngục vọng lên: "Há miệng ra, cùng chơi nào." Ông Nậm kinh hãi lắc đầu như không muốn mở miệng, nhưng nỗi sợ khiến ông không còn lắc đầu nữa. Cứ như có một sự áp lực vô hình dần kiểm soát tâm trí của ông. Ông dừng lại không lắc đầu nữa, mà từ từ há miệng để lộ ra hàm răng vàng ố của mình. Điều cười khúc khích của trẻ con lại vang lên, rất nhẹ nhưng để ám ảnh. Cái bóng đèn trước mặt ngay lập tức thò vào trong, ngay khi ông vừa há miệng. Ngay khi cảm nhận được thứ quỷ quái đó đang muốn làm gì, ông Nậm như muốn lấy lại được một chút lý trí. Ông kinh hãi muốn lắc đầu thoát khỏi đây, thế nhưng tất cả đã muộn. Và không để trông Nậm kịp phản ứng, nó đã cảm nhận được một lực bẻ thật mạnh và gần đầu chuyện đến. Chỉ trong một cái chớp mắt kinh hoàng, cái răng của người đàn ông bị bẻ ra một cách dã man. Cơn đau làm trông Nậm muốn co giật tại chỗ, nhưng cơ thể như bị một sức nặng đè lên không thể vùng vẫy. Ông Nậm chỉ còn biết đưa đôi mắt vẫn còn mở ra của mình khiếp hãi nhìn cảnh tượng phía trước, nơi bàn tay đứa nhỏ đang cầm lấy răng của mình vừa bị bẻ. Không những vậy, cái đầu của đứa trẻ con áp sát tới, nó nhìn chằm chằm vào cái răng cầm trên tay, thở những làn hơi lạnh vào người đàn ông, giọng nói đáng sợ lại cất lên: "Chưa đủ, chơi với ta nào." Nói xong nó thả rơi cái răng đang cầm trên tay xuống. Bàn tay dính máu một lần nữa thò vào miệng của ông. Ông sợ quá mím chặt môi, không muốn mở ra, đầu lắc lắc cô nói trong đau đớn: "Không, không, dừng lại đi." Đáp lại ông chỉ là tiếng cười vô cùng đáng sợ và bàn tay đen đùi thò lại. Ông Nậm chỉ biết ngậm chặt miệng của mình lại, nhưng cố gắng nhỏ nhoi đó hoàn toàn không đủ để bảo vệ ông, khi mà bàn tay của đứa trẻ con lại vọt lên túm vào miệng của ông mà bóp mạnh. Cơ bóp quá mạnh khiến ông Nậm dù cố gắng thế nào cũng không thể ngậm lại. Nó bùng ra ngay lập tức để lộ hàm răng ở phía trong. Con quỷ cười khúc khích rồi đưa bàn tay của mình vào trong rồi bảo:
chúng ta lại tiếp tục chơi nào. Tiếng gà gáy lại vang lên trong làng, báo hiệu một ngày mới lại tới. Ánh nắng bắt đầu len lỏi xuống qua những đám mây, xua tan đi màn sương còn đang bủa vây. Sự sợ hãi biến mọi thứ trong làng trở nên ảm đạm, cỏ cây mang một màu héo úa không còn sức sống. Dân trong làng lác đác đi chợ, họ đi chợ muộn hơn so với bình thường, túm năm tụm ba đi với nhau cho bớt sợ. Khi đó thì mới có tiếng nói, chứ nếu không bình thường giờ này chẳng có tiếng nhốn nháo bàn tán như trước đây. Nhưng hôm nay sự im lặng ảm đạm đó như bị phá vỡ khi giọng của một người đàn bà vang lên ở khắp làng. Ông ơi, ông đâu rồi ông Nậm ơi? Đó là giọng của bà Vọng, vợ của ông Nậm Trường Nặng. Nghe tiếng gọi thất thanh của bà, mọi người kéo nhau ra, hỏi nhau ra hỏi thì bà nói chồng mình đi đâu từ đêm qua chưa về. Ban đầu bà nói ông Nậm bảo qua nhà thầy Mẹo có việc, bà nghĩ ông ở lại bên đó. Nhưng sang hỏi thầy bảo là tối qua ông đã về chứ không ở lại đây. Bà Vọng đi tìm kiếm khắp làng cũng chẳng có kết quả. Mọi người ơi, tìm ông ấy giúp tôi. Trời đất ơi, ông ấy xảy ra chuyện gì, tôi sống sao à? Dân làng kéo nhau đi tìm ngay lập tức. Khỏi phải nói, ai cũng hiện ra một nét căng thẳng. Họ túa nhau đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả. Bà Vọng lúc bấy giờ như điên như dại. Bà tìm kiếm khắp mọi nơi không thấy. Đang mày gọi tên ông Nậm thì đột nhiên có ai đó kéo tay của bà. Dừng lại nhìn ra đằng sau lưng, bà Vọng giật mình khi thấy đứng bên cạnh mình là một đứa trẻ nhỏ thó, đứng chỉ tới khỉu chân của bà. Nó chính là người vừa kéo tay của bà, và đó là con của Lành, thằng Bụt. Nhìn thấy đứa trẻ, bà Vọng giật mình lùi lại, miệng run rẩy. Mày làm gì đấy? Thằng Bụt đứng đó không trả lời, nó chỉ nhìn bà bằng con mắt u buồn, đôi mắt nhỏ nhắn trên gương mặt đầy tội nghiệp. Nhưng giờ nó nhìn bà Vọng chỉ thấy sợ và có chút chột dạ. Bà tiếp tục. Có chuyện gì? Thằng Bụt nhìn vào mắt của người đàn bà, nó không trả lời. Một đoạn xoay lưng đi qua một bên, nhấc cánh tay nhỏ nhắn gầy gộc nhìn về nhà của mình. Chồng bà ở đó. Quá bất ngờ, bà Vọng ngay chẳng hiểu gì cả. Bà định hỏi lại nhưng quay lại đã thấy Bụt cúi rạp người thất thểu bước đi. Bà vội hỏi. Mày nói vậy là sao? Chồng tao ở đâu? Thằng Bụt vẫn lặng lặng bước đi, mặc cho bà Vọng hỏi gì thì hỏi. Nó đi mỗi lúc một xa. Bà chỉ biết đứng chết chân, không biết nên đuổi theo hay không. Vừa rồi thằng Bụt chính là chỉ tay về nhà của nó, nói ông Nậm chồng bà đang ở đó. Bà Vọng chạy vọt đi. Chỉ sau đó một lúc, trong làng vang lên tiếng hét đầy thảm não của bà. Dân làng lập tức kéo qua. Rồi một lần nữa hỡi ôi, tất cả phải chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ hãi hùng. Bên trong ngôi nhà đó, trước cửa bếp, dáng của bà Vọng vật vã ngồi ở khoảng sân nhỏ. Phía đối diện bà, cửa bếp mở toang, và ngay trên đó một cơ thể treo lủng lẳng, cái đầu gục xuống. Mới đầu nhìn thấy cái xác bị treo trên cửa nhà, mọi người chỉ hơi sợ mà thôi. Nhưng khi nó đung đưa quay mặt qua phía trước thì họ mới tá hỏa tam tinh, đái cả ra quần khi thấy gương mặt của người chết. Người chết không ai khác chính là ông Nậm, trưởng ngôi đàng này. Nhưng nó vô cùng kinh khủng, cái chết khủng khiếp chẳng kém gì của bà Thiện thời gian trước. Họ thấy gương mặt của ông cũng biến dạng, máu tươi bị chất đầy lên, miệng há lớn để lộ ra hai hàm lợi còn thịt tươi, không còn nổi một cái răng nào. Chúng đã bị nhổ hết, và mấy cái răng bị ném vương vãi trong bếp, y hệt như bà Thiện lúc chết trên giường của mẹ con nhà này. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Thứ kinh hãi nhất khiến cho đám dân làng muốn chết ngay lập tức đó là hình ảnh đôi con mắt của người đàn ông bị móc ra. Nó không đứt lìa khỏi hốc mắt mà còn đang thòng lòng lắc qua lắc lại. Máu từ trong hốc mắt vẫn còn đang chảy xuống đất. Khỏi phải nói, nhiều người muốn đứng tim chết ngay tại chỗ vì khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy hình ảnh kinh hoàng này. Một lần nữa cái chết như khẳng định những lời thầy Mẹo đã nói. Thứ tồn tại trong ngôi nhà đích thị là một con quỷ, một con quỷ tàn bạo và khát máu. Bà Vọng sau khi bình tĩnh nói ra lý do vì sao mình biết chồng bị giết ở đây, đám người lập tức nhốn nháo. Có người liền bảo, chính là nó là quỷ, mau tìm nó đi, chúng ta phải giết nó. Thật bất ngờ lúc này thầy Mẹo không hề cản dân làng, thầy thở dài rồi bảo, buộc phải vậy thôi, chúng ta phải tìm ra nó, mọi người mau chia ra. Tìm được không được giết ngay, mà phải đưa nó về đây, tôi sẽ giải quyết nó.
Dân làng gật đầu đồng ý kéo nhau đi. Họ tìm cả ngày cả đêm, từ đêm cho đến ngày, cứ như vậy lùng sục từng ngóc ngách nhưng chẳng hề thấy tung tích của Bụt đâu cả. Thời gian qua đi, dân làng cố gắng tìm kiếm tung tích của đứa trẻ, nhưng kể có một tháng không hề có kết quả. Họ còn tưởng rằng thằng Bụt đã hoàn toàn biến mất. Có người tỏ ra an tâm, nhưng vẫn có người lo lắng sợ hãi đến tột độ. Cho đến một hôm sớm tinh mơ hôm ấy, khi mà đám người đi tuần đêm trở về nhà nghỉ ngơi, thì ngoài đường có tiếng kêu của một người đàn ông. Cứu tôi! Cứu tôi! Tiếng kêu đầy yếu ớt, người đàn ông lều thều bước đi loạn choạng trên con đường, khương mặt và tay chân toàn là máu. Người đàn ông với đôi mắt trở nên ngây dại, mọi người chạy tới. Mỗi lần há miệng ra đều để lộ ra hàm răng đỏ chót vì dính máu. Hai cái răng cửa đã bị bẻ mất. Đi thêm được một đoạn, người này cố gắng rú lên một lần nữa rồi gục xuống ngất lịm. Người đàn ông cứ như vậy ngất đi, chẳng biết qua bao lâu thì mới tỉnh lại. Ông ta cố gắng mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong nhà của ai đó, miệng thì thào hỏi: Tôi đang ở đâu đây? Ông Trạn à, ông tỉnh rồi sao? Trời đất ơi, làm sao ra nông nỗi này? Ông gặp chuyện gì thế? Người đàn ông tên Trạn mở mắt, thấy đó là người phụ nữ sống ở gần nhà mình thì thở phào. Sau đó mấy người trong làng khác cũng tiến lại hỏi: Có chuyện gì? Sao lại thành ra như vậy? Mau kể cho mọi người nghe, đừng có nói... Tất cả như hiểu được người kia đang muốn nói gì. Ông Trạn xin ngụm nước, mặt hơi nhăn lên vì đau. Ông cố gắng nhớ lại rồi sợ sệt bảo: Tôi đã gặp con quỷ đó. Rồi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng ai nấy nghe được một phen chấn kinh, họ hoảng hốt. Ông gặp nó ở đâu? Nó đã làm gì ông? Vậy tại sao ông còn sống được? Trời đất ơi, may quá. Ông Trạn ú ớ đáp: Nó xuất hiện ở nhà tôi. Tôi sợ lắm. Đêm qua tôi đang ngủ, tự nhiên nghe tiếng mở cửa. Ra ngoài xem thì thấy nó đứng trước cửa. Lúc đó tôi sợ định hét lên nhưng chẳng được. Nó cứ nói là chơi với nó, chơi với nó. Chẳng biết vì sao tôi lại nghe theo lời của nó mà gật đầu. Sau đó tôi cứ như vậy nghe theo. Con quỷ nó bắt đầu bẻ răng của tôi. Vậy tại sao nhà ông còn sống? Nó thả ông ra hả? Là do... Một giọng nói bất ngờ vang lên, đó là giọng của thầy Mèo. Thầy nghe tin cũng liền có mặt. Ông Trạn giật mình vì bị cắt ngang. Ông lắp bắp định nói gì, thế nhưng nhìn gương mặt của thầy Mèo thì dừng lại. Không có nói thêm nữa mà chuyển sang một câu nói khác. Là do may mắn. Con tỉnh táo lại rồi vùng ra bỏ chạy. Nhưng chạy tới cổng thì bất tỉnh không biết. Mãi tới sáng mới tỉnh dậy. Thầy Mèo gật đầu bảo: Không sao là tốt rồi. Nhưng theo tôi biết, con quỷ này sẽ không dễ dàng bỏ qua con mồi. Ông thoát được một lần nhưng chắc chắn nó sẽ tìm đến ông để hại. Dân làng sợ hãi, kể cả ông Trạn cũng vậy. Ông chính là người phải sợ nhất vì bản thân cũng hiểu rõ điều này. Ông Trạn lo lắng: Vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Thầy cứu con. Cứ an tâm đi. Tôi đã nói là để tiêu diệt nó cần phải để cho nó nghiện thân. Và đây chính là cơ hội để làm điều ấy. Con quỷ không giết được ông, nó sẽ tìm tới để tiếp tục ra tay. Đây chính là lúc tôi có thể giải quyết mọi việc. Tối nay tôi sẽ ở cùng với ông để chờ đợi nó. Nghe vậy ông Trạn và mọi người an tâm. Vậy là cuối cùng cơ hội ra tay giải quyết con quỷ ấy, thoát khỏi kiếp nạn kinh hoàng. Thì khi đó tất cả mới có thể sống yên. Thầy Mèo ngồi bên cạnh ông Trạn nghiến răng, mắt đăm chiêu suy nghĩ điều gì. Đoàn nhờ mọi người chuẩn bị một số thứ để diệt quỷ. Màn đêm buông xuống, cơn gió lạnh thổi qua khiến sự ảm đạm rét buốt bị đẩy lên. Bên trong nhà ông Trạn trùm mền ngồi trên giường vì sợ. Đêm nay còn có cả thầy Mèo ở đây, nếu không ông chẳng bao giờ dám trở về ngôi nhà này. Màn đêm yên tĩnh, sương rơi dày đặc, tất cả đều đã đi ngủ. Không ai dám bén mảng ra đường vào lúc này. Họ đang rất chờ đợi vào buổi sáng sớm hôm sau. Họ tin rằng thầy Mèo sẽ giải quyết được con quỷ đó, đưa mọi người trở về cuộc sống bình thường. Ở trong nhà ông Trạn cùng lúc run rẩy không dám thở mạnh. Ông chẳng biết con quỷ đó đêm nay xuất hiện nữa không. Ông sợ rằng nó biết thầy Mèo ở đây, nó không dám tới. Thế nhưng chợt cơ thể của ông chợt nhỏm dậy, lắng tai nghe, một giọng nói ở bên ngoài vang lên: Đến đây chơi, đến đây chơi với ta nào, chúng ta cùng chơi nha. Giọng nói của một đứa trẻ, ông Trạn cũng nhận ra ngay thanh âm ấy là của thằng Bụt, một đứa trẻ quỷ dữ đầy khát máu. Nó làm cho ông sợ.
Bản thân ông đã phải đối diện với nó một lần càng khiến trông sợ hơn. Cơ thể trùng mình nhưng vẫn thấy rõ là đang run lên bần bật. Nếu chỉ có một mình chắc chắn ông Chặn bỏ chạy. Ngay sau khi nghe thấy giọng nói ấy, trong nhà còn có thể mèo ông Chặn đỡ đi phần nào. Thầy bấy giờ khẽ nói: "Ông cứ an tâm đi, có tôi ở đây không cần phải sợ." Ông Chặn nghe lời của thầy, ở bên ngoài tiếng nói lanh lảnh ngân lên: "Đến đây, đến đời chơi cùng ta nào." Kèm với đó là một nụ cười khinh khích của một đứa trẻ con nghe vô cùng khiếp đảm. Điều cười đó gió mồn một trong lỗ tai của hai người bên trong nhà. Ông Chặn nghe thấy tiếng đôi dép lượt quẹt đi ra bên ngoài, hướng thẳng về phía cửa nhà. Dòng trẻ con cười nói mỗi lúc một gần vào ngay bên ngoài cánh cửa gỗ. Ngay lập tức cửa nhà bị đẩy kêu lên lúc lắc, từng âm thanh kéo kẹt của bàn lề vang lên. Cửa càng lúc càng bị tác động mạnh như sắp bật tung. Trong nhà ông Chặn ngồi trên giường sợ đến tái mặt. Nhưng ở dưới cây chiếu đặt trước cửa, nơi thầy Mẹo ngồi, thầy vẫn ngồi im không hề tỏ ra có chút sợ hãi, mắt nhắm tịt, trong đầu thầm nghĩ: "Hãy xuất hiện đi, thứ đang ngăn cản ta, ta không tin mày có thể là thứ đó, ta không tin." Xong rồi thầy Mẹo lại nghĩ: "Suốt cuộc là thứ gì có thể ngăn được nó? Nó là cái thứ quỷ quái gì chứ?" Cửa nhà vẫn còn vang lên ken két. Ông Chặn thì đã quá sợ hãi không u ớ được gì, còn thầy Mèo vẫn ngồi im không hề có hành động gì khác. Bây giờ ông Chặn cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Chẳng phải thầy Mèo ở đây để bắt quỷ? Giờ đây nó ở ngay trước cửa, tại sao thầy vẫn ngồi im như không có chuyện gì? Nghĩ vậy nhưng mà ông ta vẫn ngồi ở trên giường, cơ thể run lên bần bật chẳng dám hỏi han. Ở bên dưới nhà ngồi trên cái chiếu, thầy Mèo vẫn bình chân như vậy. Ngoài cửa lẫn trong tiếng va đập là giọng của thằng Bụt: "Mở cửa ra, chúng ta cùng chơi nào." Lời nói vừa dứt, cửa nhà bật tung vì không còn chịu được nữa. Một làn gió lạnh thoát thổi thẳng vào bên trong, táp lên người của thầy Mẹo, làm cho quần áo sộc dịch. Càng nhìn thầy, ông vẫn ngồi im, phong thái cực kỳ bình tĩnh, mắt nhắm nghiền, miệng nhận ra một nụ cười. Chẳng phải ai chờ đợi lâu, thứ bên ngoài lù lù xuất hiện vào bên trong. Những bước chân chậm rãi nghe xuyền xuyệt trên nền nhà. Và giờ đây khi nó xuất hiện trước cặp mắt đầy kinh sợ của ông Chặn, ông lại càng trở nên há hốc đến kinh ngạc. Ông Chặn bấy giờ là hàng tá sự sợ hãi và thắc mắc hiện rõ. Trong ngôi nhà được ngọn đèn dầu chiếu sáng, ông ta có thể nhìn rõ một mọi thứ chung quanh, nhìn rõ vẻ tự nhiên không một chút phản ứng của thầy. Đúng, đó là dáng của một đứa trẻ con. Một đứa trẻ với thân hình toàn máu, tóc tai bù xù, ngón tay vẫn còn dính máu tươi nhỏ xuống đất. Chất giọng mà nó vang lên vẫn là của thằng Bụt. Nhưng mà tại sao thầy Mẹo lại bình tĩnh như vậy? Ông ta tự tin đến mức vậy sao? Không phải, chắc chắn là còn lý do nào khác khiến thầy Mẹo tỏ ra như vậy. Ông Chặn bấy giờ cảm xúc lẫn lộn. Ông chẳng biết nên vui hay nên sợ trước biểu hiện của thầy Mẹo. Nhưng rõ ràng có một thứ càng khiến cho ông khiếp đảm muốn đái cả ra quần. Đó là con quỷ vừa xuất hiện. Nó đi vào trong nhà đứng lù lù trước mặt của ông, miệng cười khúc khích rồi từ từ quay mặt sang nhìn ông Chặn. Nãy giờ chỉ cảm thấy sợ vì đối mặt với thứ ma quỷ kinh khủng, nhưng giờ đây trên gương mặt ông Chặn lại đan xen cả sự hãi hùng và kinh ngạc, vì gương mặt của đứa trẻ kia không phải là của thằng Bụt. Ông Chặn ú ớ, ông ta chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao kẻ đang đứng trước mặt ông lại không phải là thằng Bụt? Còn đang tự hỏi, từ phía đối diện giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng giờ đây nghe nó cực kỳ áp lực và đáng sợ. "Không cần ngạc nhiên, rồng sẽ biết nó là thứ gì." Ông Chặn liếc mắt nhìn qua thềm hẹo, vì giọng nói ấy là của ông thầy, miệng lắp bắp: Thầy Thềm hẹo cười lên điên dại, nhìn thức quỷ giữ trước mặt không có chút sợ hãi, ngược lại còn tỏ ra vô cùng phấn khích rồi bảo: "Đáng ra hôm qua mày phải chết, thế thì tao chẳng cần đích thân ở đây làm gì. Nhưng có thứ gì đó ngăn cản tao, chính nó đã cứu mày. Tao chỉ muốn rủ nó ra đây thêm lần nữa, đáng tiếc nó không xuất hiện." Ông Chặn chấn kinh một lúc, xong ông thu nỗi sợ hãi trong người của mình, rồi cất tiếng cười như là châm biếm, như là coi thường kẻ đang ngồi phía trước. Điều này khiến thầy Mèo thu lại nét mặt tự tin của mình, quay sang nhìn ông. Ông Chặn liền bảo: "Thì ra là vậy. Đúng như tôi nghi ngờ, thì ra chính ông là người đứng sau tất cả. Ông có biết tôi là ai không?"
Mày là ai? Trần Viết Hạo. Chắc hẳn ông còn nhớ cái tên này chứ? Không, không thể nào. Đáng tiếc, cái tên ấy ông không bao giờ có thể quên được đâu. Thế mẹ liền cắn răng. Mày Ông Trần lại thở dài vỗ tay một cái. Tất cả mau ra đi, không cần phải chôn nữa. Ngay lập tức tiếng ồn ào mau chóng vang lên chung quanh ngôi nhà của ông Trần, khiến thầy mẹo lại được một phen bàng hoàng. Chẳng thể ngờ được dân làng chưa hề đi ngủ mà tất cả đều ẩn nấp chung quanh nơi đây. Ông Trần bấy giờ bảo: bố của tôi sau khi bị ông hại chết, ông tưởng rằng chẳng bao giờ có ai có thể tìm thấy mình. Đáng tiếc năm ấy có một chuyện mong không biết, tức là việc bố tôi đã có con. Chỉ là họ chưa cưới nhau về, cho nên là ông chẳng thể lường được chuyện này. Và bà ấy chính là mẹ của tôi, người sống trong ngôi làng này và đã qua đời. Dừng lại một nhịp, ông Trạn lại nói tiếp: ông đừng tưởng rằng bản thân trốn về sống nơi đây thì sẽ chẳng còn ai biết. Chỉ là khi tôi vừa nhìn thấy ông, tôi đã nhận ra ông là ai. Vì bố tôi đã vẽ lại hình ảnh của ông và để ngay trước khi mà ông mất, vì bị bỏ ngái. Tôi nói có đúng không, lão thể mò đáng ghê tởm? Thầy mèo cứng họng vì chuyện này, một miệng há lớn không thể nói. Trong một phen hoang mang chẳng thể hiểu được những gì diễn ra. Kẻ mà lão ta đã giết hại năm nào lại có con sao? Không thể nào, thầy mèo thầm nghĩ. Không để ông ta kìm ú ớ, ông Trạng liền nhìn vào con quỷ đang ở trong nhà cười khẩy. Ông thật là độc ác. Ông dựng nên mọi chuyện chỉ để đổ tội cho đứa trẻ ấy. Nhưng ông đâu có ngờ rằng nó thực sự là quỷ. Đúng, nó chính là thứ quỷ mà ông nói. Nhưng nó kinh khủng hơn những gì ông biết nhiều. Hôm qua tôi và nó để cho thứ này thoát, chỉ là tôi muốn kẻ đứng sau lộ diện mà thôi. Và đúng như suy đoán, kẻ đó chính là ông. Xong ông Chặn quay sang nói với mọi người: xin lỗi tất cả mọi người, tôi đã không thể cứu lấy hai người họ. Điều này thực sự khiến tôi vô cùng áy náy và dằn vặt. Nhưng hôm nay thực sự sẽ được phơi bày. Hãy nhìn xem, người mà tất cả chúng ta kính trọng suốt thời gian qua, ông ta chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Từ nãy đến giờ mọi người cũng đã nhìn và nghe tất cả. Thứ này nghe và làm theo lệnh của hắn. Kẻ đã giết người không phải là mẹ con lành, cũng hoàn toàn không phải thằng bé ấy. Tôi phải nói nó thực sự là quỷ. Nhưng con quỷ ấy không bao giờ động tới ai. Vì mẹ con nhà ấy bản tính lương thiện, mệnh dương lớn hơn mệnh âm. Con quỷ không thể nào chiếm xác của thằng bé rồi ra tay hại người. Bố của thằng Bụt chết cũng là do ông ta một tay gây nên, hòng thao túng tất cả mọi người vì chuyện của con quỷ. Quá đáng sợ, hắn là quỷ chứ không phải là người. Tất cả gầm lên đầy giận dữ. Thì ra bấy lâu nay họ đã bị lão thầy cúng dẫn dắt. Chính kẻ này mới là người gây ra tất cả mọi chuyện. Cho đến bây giờ đã quá dã man và tàn bạo. Không ai có thể tưởng tượng được những gì lão ta đã làm. Lão thầy mò bấy giờ gắn lên từng tiếng: tốt lắm, chúng mày diễn tốt lắm, tao thua. Nhưng chúng mày tất cả đều phải trả giá. Ngay lập tức lão ta niệm chú. Bóng dáng quỷ dữ của đứa trẻ con trong nhà liền cử động miệng cười khanh khách: Lại đây chơi với ta nào. Con quỷ xoay đầu để lộ gương mặt gớm ghiếc dính đầy máu. Nó nhìn dân làng định chùm lấy. Người này trong một phen hoảng hốt ngã nhào ra mà không bỏ chạy được. Bà ta chỉ kịp hét lên một tiếng đã thấy thứ quỷ đáng sợ ở trước mặt. Chỉ còn cách đúng một găng tay. Nhưng nó dừng lại, chết dí ở đó không di chuyển thêm được. Trong đôi mắt còn đang sợ hãi, người đàn bà run rẩy nhìn rõ thứ ở trước mặt của mình. Trên cổ của nó bị một bàn tay khác chụp rồi giữ chặt. Bên trong nhà lão thầy mò bằng hoàng ngồi run rẩy tại chỗ, đôi mắt kinh hãi nhìn về phía đối diện. Ở nơi đó hai bóng người nhỏ thó cao ngang nhau. Đằng trước chính là con quỷ do lão ta tạo nên, nhưng sau lưng nó chính là thằng Bụt. Thằng bé đó lừ lù xuất hiện chỉ trong một cái chớp mắt rồi chụp lấy con quỷ còn lại. Nó bóp chặt đến mức khi mà không thể chịu được nữa mà ra sức vùng vẫy. Giọng của ông Chặn lại vang lên: tôi đã nói, cái thứ quỷ này mạnh hơn ông nhiều lần, đến mức ông chẳng thể nào tưởng tượng được. Tôi đoán rằng ban đầu mục đích ông trốn về đây chỉ để lẩn trốn những người đang kiếm mình và trở thành một vị thầy cúng được người ta tin tưởng. Ông thấy hài lòng vì cuộc sống này cho đến khi lệnh có thai. Nói thật tôi phải khen rằng bản thân ông cao tay, nhận ra được đứa bé đã mang mệnh quỷ, một loài quỷ vô cùng khủng khiếp. Và rồi ông quyết định tạo ra một thứ giống như nó,
vì biết bản thân cũng chẳng thể điều khiển được con quỷ đang trong bụng của Lành. Ông chỉ là lợi dụng nó để tất cả dồn nén sự oán hận lên người của đứa nhỏ này, để cho con quỷ thực sự đã giết người không bị ai chú ý. Nhưng ông không thể ngờ được đứa bé đó thực sự mang mệnh quỷ, và nó mạnh hơn ông tưởng tượng rất nhiều lần. Ông chàng nghỉ một hơi rồi lại tiếp. Hai cái răng của tôi bị nó lấy mất nhưng không sao, tôi sẽ sống tiếp. Dân làng này cũng sống tiếp, đứa trẻ đó cũng vậy. Chỉ có ông là phải trả giá cho tội ác của mình, mà kịch này đến đây có thể hạ màn được rồi đấy. Lão mẹ ông ngồi im lặng, bản thân vô lực nhìn con quỷ mình tạo ra đang dần bị xé nát trước mặt, và bản thân lão cũng phải gánh chịu hậu quả. Lão đổ gục xuống đất, miệng ứa máu thành dòng. Dân làng cũng ra về, chẳng cần bận tâm nữa. Đêm hôm ấy chẳng ai ngủ được, vì vẫn nghe răng rằng tiếng hét của một lão già vọng lên trong đêm, những âm thanh cuối cùng của một lão thể mo tàn ác. Con gà lại gáy lên trong làng, bình minh lại đến, mang lại tia sáng của sự thật, một sự bình yên vốn có của ngôi làng nhỏ, không còn một màu ủ rột ngột ngạt nữa. Ngày hôm ấy xác của lão thể mo được đem chôn, sự thật đã được phơi bày. Bản thân thằng Bụt cũng là quỷ, nhưng nó không đáng sợ, nó chẳng muốn hại ai cả. Con quỷ đó chỉ thực sự bộc phát khi có một con quỷ khác xuất hiện và muốn giết hại những người ở đây. Thật may mắn trong làng vẫn có người không hề bán mạng cho quỷ. May mắn vẫn có sự xuất hiện của ông Trạn, người đã nghi ngờ mọi thứ ngay từ cái chết của bố thằng Bụt. Người đã âm thầm chờ đợi và tìm ra sự thật, cũng là người âm thầm lo cho đứa trẻ ấy, cho nó biết bản thân mình là ai, có thể làm gì. Nhưng vai diễn cần phải hoàn thành. Ông Trạn phải cắn răng để đứa trẻ sống trong sự ghẻ lạnh của mọi người. Thời gian trôi qua, Bụt hiện tại cũng đã lớn, nên người và không quên mình là ai. Lành sau này cũng được thở ra, hai mẹ con sống cuộc sống bình dị. Dân làng thường xuyên lui tới động viên hai người, tất cả lại quay về cuộc sống yên ả, không còn ai phải chịu đau đớn thêm gì nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.